chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Ai ám sát Thủ tướng Slovakia? Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia ngày 15 tháng 5 thông báo nghi phạm bắn Thủ tướng Slovakia Robert Fico là một nhà văn 71 tuổi đến từ miền Trung quốc gia châu Âu này. Tôi nghĩ tôi có thể xác nhận thông tin trên. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Matej Sutaj-Estok nói với các phóng viên khi được hỏi về người đàn ông bị bắt tại hiện trường vụ xả súng ở thị trấn Hanlova. Nghi phạm tóc hoa râm được nhìn thấy bị còng tay trên mặt đất ngay sau khi ông Fico bị bắn nhiều phát sau cuộc họp chính phủ ở Hanlova. Theo Bộ trưởng Sutaj-Estok, đối tượng tấn công tên là Juraj Sintula, 71 tuổi, đến từ thị trấn Livai. Người này đã bắn 5 phát súng về phía Thủ tướng Fico và bị lực lượng an ninh bắt giữ ngay sau đó. Bộ trưởng Nội vụ cho biết thêm, cuộc điều tra ban đầu cho thấy có động cơ chính trị rõ ràng đằng sau vụ ám sát. Ông tiết lộ, nghi phạm đã lên kế hoạch sau khi ông Fico tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 vào năm ngoái, theo tờ Telegraph. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi bị giam giữ, nghi phạm cho biết ông không đồng ý với chính sách của chính phủ. Theo báo chí Slovakia, nghi phạm là cựu nhân viên an ninh tại một trung tâm mua sắm và là người sáng lập câu lạc bộ văn học Duha. Nghi phạm từng cho ra mắt 3 tập thơ và là thành viên của Hiệp hội Nhà văn Slovakia. Hiệp hội cũng xác nhận trên Facebook, người đàn ông này là thành viên của hội từ năm 2015. Đồng thời, Hiệp hội thông báo, khi danh tính nghi phạm xả súng của ông được xác nhận, thì tư cách thành viên sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ. Theo trang tin tức Slovakia, Actuality, con trai của nghi phạm, hoàn toàn không biết cha mình đang nghĩ gì, dự định gì và tại sao chuyện đó lại xảy ra. Ông cho biết cha mình là chủ sở hữu súng được đăng ký hợp pháp. Khi được hỏi liệu cha ông có cảm thấy căm ghét ông Fico hay không, người con trai nói, tôi sẽ nói với anh điều này, ông ấy đã không bỏ phiếu cho ông Fico, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Bà Velata Kolarova, người đứng đầu thư viện địa phương ở quê hương của người đàn ông, cũng nói với nhật báo Denik N, khi còn trẻ, ông ta nổi loạn nhưng không hung dữ. Ngay sau khi bị tấn công, Thủ tướng Fico đã được đưa tới bệnh viện ở thị trấn Hanlova và sau đó được chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện đại học Banska Bystrica. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, bệnh viện này không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan tới tình hình sức khỏe của ông. Phó Thủ tướng Tomas Taraba nói với đài BBC ngày 15 tháng 5 rằng Thủ tướng Slovakia Robert Fico hiện không còn trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Phó Thủ tướng Tomas Taraba chia sẻ, tôi rất sốc, may mắn thay, theo những gì tôi biết, ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp và tôi đoán cuối cùng ông ấy sẽ sống sót. Hiện tại, ông ấy không trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Theo lời Phó Thủ tướng, một viên đạn đã xuyên qua bụng Thủ tướng Robert Fico và viên thứ hai bắn trúng khớp. Nghi phạm đã trà trộn vào đám đông để tiếp cận và bắn nhiều phát vào Thủ tướng Fico. Nghi phạm sau đó bị cảnh sát đè xuống đất, trong khi lực lượng cận vệ đưa Thủ tướng lên xe và nhanh chóng rời hiện trường. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga khiến ít nhất 143 người thiệt mạng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang tìm cách đổ lỗi cho Kiev trong vụ việc. Ông Zelensky phát biểu như thế vào tối 23 tháng 3 sau khi ông Putin tuyên bố 4 nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công khủng bố ở Moscow đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Ông Zelensky nói, những gì xảy ra ở Moscow rõ ràng là cách mà Tổng thống Nga Putin và một số người đang cố gắng đổ lỗi cho những người khác. Họ luôn có những công thức giống nhau, chuyện này từng xảy ra trước đây. Đã có những vụ đánh bom vào các ngôi nhà, các vụ xả súng và các vụ nổ, và họ luôn đổ lỗi cho người khác. Ông Zelensky cho biết thêm, ông Putin lại im lặng suốt một ngày và nghĩ cách chuyển hướng câu chuyện sang Ukraine. Những điều này hoàn toàn có thể đoán trước được. Bàng hoàng trước vụ tấn công trong trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Krokus City Hall, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kịch liệt lên án vụ việc. Tại sân bay quốc tế El Aris của Ai Cập, ông Guterres ngày 23 tháng 3 nhấn mạnh tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là mối đe dọa toàn cầu. Đồng thời, ông Guterres kêu gọi tăng cường nỗ lực quốc tế để chống lại tổ chức khủng bố và ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai trên toàn thế giới. Đài CNN dẫn hai nguồn tin tình báo cho biết, bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, đã có nguồn tin tiết lộ chi nhánh IS ở Afghanistan, ISISK, quyết tâm tấn công ở Nga. Một trong những nguồn tin nói rằng, thông tin tình báo khá cụ thể và tình báo Mỹ đã cảnh báo Nga về điều đó.
Tuy nhiên, đài CNN không rõ liệu cảnh báo đó có liên quan đến cảnh báo ngày 7 tháng 3 của Đại sứ quán Mỹ ở Moscow hay không. Khi ấy, phía Mỹ cảnh báo những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm vào các cuộc tụ tập lớn ở thủ đô Moscow. Theo hãng truyền thông nhà nước RIA Novosti, trong tháng qua, Nga đã ngăn chặn một số vụ việc liên quan đến IS. Bàn về người đứng sau vụ tấn công ở Moscow, nhiều nhà phân tích an ninh ngày 23 tháng 3 nhận định tuyên bố nhận trách nhiệm của IS dường như là đáng tin cậy. Đơn cử như ông Adam Donick, chuyên gia an ninh người Séc, người từng nghiên cứu các cuộc tấn công cực đoan trước đây ở Ấn Độ, Kenya, Nga và các nơi khác. Theo ông Donick, các cuộc tấn công của tay súng cướp bóc là phương thức hoạt động điển hình trong những năm gần đây của IS và Al-Qaeda. Tuy nhiên, một yếu tố bất thường trong vụ Nga là thủ phạm trốn thoát thay vì liều chết chống trả lực lượng an ninh. Ông Donick khẳng định, việc các tay súng thực hiện các cuộc tấn công và trốn thoát cho thấy mức độ lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ. Đồng quan điểm, ông Yassim Musabas, chuyên gia an ninh người Đức cho biết, ngôn ngữ, nội dung và các kênh liên lạc được sử dụng để tuyên bố nhận trách nhiệm cho thấy tuyên bố này chắc chắn đến từ IS. Theo hãng tin Reuters, IS có động cơ mạnh mẽ để tấn công Nga. Chuyên gia Colin Clark thuộc trung tâm Sofan, nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington, Mỹ, nói ISISK đã nhắm vào Nga trong 2 năm qua, thường xuyên chỉ trích Tổng thống Putin trong các chính sách của nước này. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trước toàn thể người dân Nga rằng mọi kẻ đứng sau vụ khủng bố tại khu phức hợp Krokus City Hall gần Moscow đều sẽ bị trừng phạt. Đài RT dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin ngày 23 tháng 3 lên án vụ tấn công tại trung tâm Krokus City Hall ở thành phố Krasnogorsk, Nga tối 22 tháng 3 là hành động khủng bố đẫm máu và man dợ. Đồng thời, thề sẽ trừng phạt tất cả những kẻ liên quan. Thống kê mới nhất cho thấy đã có ít nhất 143 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Tổng thống Putin tuyên bố quốc tang vào ngày 24 tháng 3 để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công. Giới chức Moscow trước đó cũng đã yêu cầu các cơ quan ngoại giao Nga trên khắp thế giới treo cờ rủ. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cho biết trên Telegram rằng nhóm này nhận trách nhiệm vụ tấn công. IS là nhóm tay súng từng kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Mặc dù vậy, Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB cho rằng các nghi phạm có liên hệ với người Ukraine và đang cố gắng chạy trốn qua nước láng giềng. Tổng thống Putin cũng nói rằng tất cả nghi phạm bị bắt giữ và những kẻ tham gia vụ tấn công đều cố gắng trốn thoát về phía Ukraine. Ông Putin nói trong bài phát biểu trên truyền hình rằng bốn kẻ trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố man dợ đều bị giam giữ. Bọn chúng cố gắng chạy trốn về phía Ukraine. Theo báo cáo sơ bộ, một đường tẩu thoát vượt biên sang Ukraine đã được chuẩn bị sẵn. Theo Tổng thống Nga, tổng cộng có 11 kẻ khủng bố đã bị giam giữ. Cơ quan an ninh trước đó cho biết 7 người còn lại bị bắt với vai trò đồng phạm. Trong khi đó, theo hãng tin Sputnik, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khai nhận được thuê để giết người với giá 1 triệu rúp, gần 11.000 USD. Theo đối tượng này, cách đây một tháng, y đã được người điều hành là trợ lý của nhà truyền giáo liên lạc qua Telegram và được cung cấp vũ khí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!